Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Đó là quan điểm sống của bà Nguyễn Thị Hoài, là nhà sáng lập, kiêm CEO hệ thống giáo dục Olympia. Hệ thống giáo dục Olympia chính thức thành lập năm 2010. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, Olympia đã có 12 chi nhánh rải khắp trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các tỉnh lân cận. Olympia đã đào tạo 63.785 lượt học sinh và có hơn 5.870 lượt học sinh đang tham gia học tại các chi nhánh trực thuộc hệ thống Olympia, nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, khơi dậy lòng yêu học tiếng Anh trong lòng các em học sinh, đồng thời khởi xướng phong trào học tiếng Anh một cách đồng bộ, giúp các em học sinh phát triển toàn diện, tâm, trí, lực thông qua các hoạt động học tập và vui chơi trong quá trình tham gia chương trình, đồng hành cùng nhà trường và quỹ phụ huynh trong việc đánh giá thực trạng việc học bộ môn tiếng Anh và chọn lọc ra học sinh có năng lượng ôn thi, tạo điều kiện tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức. Ngoài việc tổ chức các chuỗi chương trình chung dành cho các em học sinh toàn huyện, Olympia cùng phối hợp với từng trường phổ thông trên địa bàn huyện để tổ chức các hoạt động tiếng Anh, tạo điều kiện để các em học sinh có thể giao lưu cùng với giảng viên người nước ngoài, đồng hành cùng hàng triệu trẻ em trên hành trình lớn lên và chinh phục ước mơ của mình. Vì một Việt Nam hùng mạnh hơn là sứ mệnh của Olympia để vươn đến tầm nhìn trở thành tổ chức giáo dục mô hình App Stockholm uy tín số 1 Việt Nam. Olympia luôn khát khao chinh phục để trở nên tốt nhất. Năm 2002, thành lập doanh nghiệp tư nhân Liên Châu với diện tích 3.233 m². Sau một thời gian hoạt động với việc tập trung vào sản phẩm phụ liệu dệt cho phân khúc giày dép, cho đến năm 2004, Liên Châu đã chính thức hợp tác với thương hiệu Decathlon, một thương hiệu thể thao đến từ nước Pháp, và trở thành nhà cung cấp sản phẩm phụ liệu dệt như dây giày, dây thun và webbing. Năm 2009, hợp tác với thương hiệu Skechers Mỹ. Năm 2014, mở rộng nhà máy. Lần một với lần mở rộng này, Liên Châu đã tăng quy mô nhà xưởng từ 3.233 m² lên 12.000 m² với phương châm không có điều tốt nhất, chỉ có điều tốt hơn. Năm 2018, mở rộng nhà máy lần hai, hợp tác với thương hiệu Puma, Liên Châu mở rộng quy mô nhà máy và khánh thành nhà máy mới với diện tích 20.000 m². Quy mô công ty tăng gấp 3 lần từ năm 2014 cho đến năm 2018-2021. Mở rộng nhà máy lần 3. Với lần mở rộng này, diện tích nhà xưởng tăng lên 40.000 m² 2019 đến năm 2022. Hợp tác với các thương hiệu lớn khác như On Running, Wolverine, Echo, Clarks. Liên Châu, go with you.